Mình là Tử Vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, mình là Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ ba ngày 27 tháng 6 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 10 tháng 5 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Bính Thìn tháng Mậu Ngọ năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Mão Quang, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành niên mệnh sa trung thổ ngày Bính Thìn, tức can sinh chi, nghĩa là hỏa sinh cho thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm sa trung thổ kỵ tuổi canh tuất nhâm tuất, ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi bính ngọ nhâm tuất thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày thìn lục hợp với dậu, tam hợp với tý và thân thành thủy cục, xung với tuất hình thìn, hình mùi, hại mão, phá sửu và tuyệt tuất. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Ngọ, tuổi xung trong tháng, tuổi Bính Tý, Giáp Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Đức tốt mọi việc, sao Thiên Quý tốt mọi việc, sao Sinh Khí tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ba nền, trồng cây, sao Minh Tinh tốt mọi việc, sao Yếu Yin hay còn gọi là sao Thiên Quý tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Đại Hồng Sa tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Hoang Vu xấu mọi việc, sao Tứ Thời Cô Quả kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Chính Đông. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 27 tháng 6 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ ba ngày 27 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tý. Tiếp nối tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, ngày gặp cục diện ngũ hành tam hợp, thân Tý Thìn trợ mệnh, tăng cơ hội gặp được quý nhân cho người tuổi Tý trong hôm nay. Bạn hăng hái thể hiện mình, cũng biết cách thể phát triển thế mạnh đúng lúc đúng chỗ, từ đó được quý nhân để mắt và chủ động nâng đỡ cho bạn. Ngày này khả năng ngoại giao, tương tác của những chú chuột cũng nhờ có chính quan mà ngày càng trở nên khéo léo hơn, có lợi cho những kế hoạch hợp tác hay ký kết làm ăn. Bạn có thể tranh thủ đưa ra các điều khoản có lợi cho phía mình với thái độ chân thành, đối tác sẽ không cố tình làm khó. Vận trình tình cảm cũng khá tốt. Dù không cần làm gì đao to búa lớn nhưng bạn vẫn có được hạnh phúc mà mình đang có bằng những việc đơn giản. Người độc thân hôm nay đừng từ chối lời mời của ai đó đấy nhé, đó có thể là cơ hội để bạn tìm được người phù hợp. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, có thêm cơ hội gặp được quý nhân. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, hăng hái thể hiện thế mạnh của bản thân. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, khả năng ngoại giao trở nên khéo léo hơn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, kế hoạch hợp tác hay ký kết làm ăn suôn sẻ. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, vận trình tình cảm tốt đẹp. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 16, số 27, số 86. Giờ tốt: từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, xanh da trời. Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc
bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 27 tháng 6 năm 2023 của tuổi Sửu. Bước sang ngày mới, xem tử vi cho thấy người tuổi Sửu gặp cục diện tương phá nên có thể sẽ buộc phải điều chỉnh kế hoạch công việc của mình vì những sự cố bất ngờ. Bạn dễ bị tiểu nhân quấy phá, không thì cũng là đối thủ gây khó dễ khiến bạn không thể phát huy thế mạnh của mình. Những việc vốn đã được con giáp này hoạch định cẩn thận nay không thể không rẽ hướng, thậm chí còn phải bỏ dở. Bạn nên dứt khoát với những việc không còn phù hợp ở thời điểm hiện tại, biết đâu trong cái rủi có cái may, nhờ vậy mà bạn lại tìm ra điều thực sự phù hợp với mình. Chuyện tình cảm trong ngày tốt không xấu, một số người có thể sẽ cảm thấy mối quan hệ nhạt nhẽo và muốn làm gì đó để khuấy động bầu không khí. Nhưng hãy chắc là bạn có tham khảo ý kiến của đối phương trước khi đưa ra quyết định, tránh để người ấy nghĩ bạn chỉ thích làm theo ý mình. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, buộc phải điều chỉnh kế hoạch công việc. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, bị tiểu nhân quấy phá, đối thủ gây khó dễ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, khó phát huy thế mạnh của mình. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, nên dứt khoát với việc không còn phù hợp. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, chuyện tình cảm trong ngày tốt không xấu. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 15, số 20, số 63. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, y. Quý nhân phù trợ, Ý, Thị, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 27 tháng 6 năm 2023 của tuổi Sửu. Ngày mới, được tam hội cục xuất hiện trong vận trình cho thấy, người tuổi Dần đang có những dấu hiệu tốt lành xuất hiện, đón ngày mới với sự thoải mái, vô tư và một tinh thần phấn chấn. Nhờ vậy bạn có thể giải quyết công việc một cách sáng suốt, hiệu suất được nâng cao khá rõ. Con giáp này trở nên mạnh dạn hơn trong các quyết định quan trọng và sự nỗ lực của bản mệnh cũng được cấp trên đánh giá cao và đồng nghiệp ngưỡng mộ. Tâm trạng vô cùng tốt và điều này chính là động lực giúp con giáp này hoàn thành các nhiệm vụ được giao dù có gặp phải khó khăn, thử thách nào. Tuy nhiên, ngày ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm của con giáp này cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Khi cảm xúc của bản mệnh ngày một nồng nhiệt hơn thì người ấy lại có vẻ trùng xuống và không mấy quan tâm đến tình yêu của hai người. Bạn có thể chủ động trò chuyện với người ấy nhiều hơn để có thể cải thiện tình trạng này. Câu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, tinh thần phấn chấn trong ngày mới. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, giải quyết công việc một cách sáng suốt. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, mạnh dạn hơn trong quyết định quan trọng. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, có động lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, chuyện tình cảm trùng xuống. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 96, số 20, số 36. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh da trời, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 27 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mão. Theo dõi tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy, tương hại xuất hiện trong vận trình, ảnh hưởng đến tâm trạng của người tuổi Mão, nên dễ mất tập trung, không chú tâm vào công việc của mình. Bản mệnh thường để tâm trí treo ngược cành cây, mắc sai lầm và hiệu suất cực kỳ thấp, nếu không chấn chỉnh lại ngay thì sẽ nhận được không ít lời phàn nàn đấy. Ngoài ra tuổi này còn có nguy cơ đối mặt với họa tiểu nhân, có người muốn gây hại cho bạn. Người này có thể là bạn bè, cấp dưới hoặc đồng nghiệp muốn cạnh tranh không lành mạnh. Cũng bởi bạn để lộ sơ hở cho đối phương nắm thóp nên tự mua dây buộc mình.
Ngũ hành mộc khắc thổ khiến chuyện tình cảm của tuổi Mão cũng bị ảnh hưởng bởi tính thiếu kiên nhẫn và tâm trạng thất thường của con giáp này. Tốt nhất bản mệnh nên tìm hiểu kỹ mọi thông tin, đừng vội tin điều gì nếu bản thân chưa kiểm chứng nhé. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, mất tập trung, không chú tâm vào công việc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, dễ mắc sai lầm và hiệu suất cực kỳ thấp. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, cần chấn chỉnh thái độ làm việc. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, có nguy cơ đối mặt với họa tiểu nhân. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, tình cảm sa sút do tính khí thất thường. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 58, số 73, số 06. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 27 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thìn. Vận trình ngày mới gặp cục diện Thìn tự hình, tâm trạng của người tuổi Thìn có phần bất ổn, ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần làm việc của bản mệnh. Dù là những công việc quen thuộc thường ngày, bạn cũng phải tốn nhiều thời gian hơn mới giải quyết xong vì không đủ chú tâm. Hung vận trong ngày còn khiến con giáp này gặp một chút khó khăn trong vấn đề giao tiếp với đồng nghiệp. Có thể bản mệnh nói chưa được rõ ràng hoặc đối phương không hiểu ý nên việc truyền đạt ý tưởng khá là vất vả. Nếu vấn đề ở bản mệnh thì nên đơn giản mọi hóa vấn đề hơn, tránh khiến mọi thứ trở nên rối ren hơn. Thổ khí vượng cũng nhắc nhở Thìn nên chú ý chăm sóc sức khỏe của mình hơn. Cứ mải mê với công việc mà không dành thời gian để bồi dưỡng cơ thể, rồi sẽ một ngày bạn phải trả giá vì đã bỏ bê sức khỏe của mình. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, tâm trạng bất ổn, tinh thần làm việc sa sút. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, tốn nhiều thời gian giải quyết công việc. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, gặp khó khăn khi giao tiếp với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, nên đơn giản hóa vấn đề nếu có thể. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, nên chú ý chăm sóc sức khỏe của mình hơn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 11, số 07, số 95. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, xám. Quý nhân phù trợ, Ý, Thân, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 27 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tỵ. Bước sang ngày thứ 3 này, có Tỳ Kiên xuất hiện trong vận trình, đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Tỵ không mấy suôn sẻ. Sự chủ quan của bạn đã dẫn tới rắc rối. Công việc gặp phải vấn đề do chính những sai lầm mà bản mệnh gây ra khiến tiến độ bị giảm sút đáng kể, còn mất thời gian đi khắc phục sự cố. Con giáp này nên tập trung vào công việc của mình hơn nữa, càng tỉ mỉ, cẩn trọng thì càng giảm bớt những rủi ro có thể xảy ra. Cách tốt nhất là nên quản lý thời gian chặt chẽ, giờ nào làm việc nấy mới không ảnh hưởng tới công việc chung. Về phương diện tình cảm, tuổi Tỵ có thể sẽ gặp phải những khúc mắc trong chuyện tình cảm của mình. Hỏa sinh xuất cho thổ báo hiệu, giữa hai người có một rào cản không nhỏ cũng bởi cái tôi cá nhân quá lớn, không còn sự chia sẻ và cảm thông như trước nên tình yêu dần phai nhạt. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, chủ quan trong công việc dẫn tới rắc rối. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, tiến độ bị giảm sút, tốn thời gian khắc phục. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, nên tập trung vào công việc của mình hơn nữa. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, nên quản lý thời gian chặt chẽ hơn. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, tình cảm phai nhạt do cái tôi quá lớn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm,
đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 52, số 07, số 81. Giờ tốt: từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, tím. Quý nhân phù trợ: Sửu, Ngọ, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 27 tháng 6 năm 2023 của tuổi Ngọ. Hung tinh kiếp tài chiếu mệnh khiến đường tài lộc của người tuổi Ngọ vô cùng bất ổn, tiền vừa vào tay đã có chuyện xảy ra, con giáp này phải bỏ ra một khoản mới có thể giải quyết được. Việc làm ăn cũng trắc trở khi con giáp này không đủ tự tin nghe theo trực giác của mình, cuối cùng phải hối hận muộn màng, nhìn tiền bạc không cánh mà bay. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần tập trung vào công việc đang thực hiện dở dang, bởi thời gian này không hợp để bắt đầu kế hoạch hay công việc mới. Hãy hoàn thành tốt những gì mình đang làm vì đó là cách duy nhất giúp con giáp này xây dựng lòng tin với mọi người. Ngũ hành tương sinh nhưng là mối quan hệ sinh xuất nên nhân duyên lận đận, dù yêu thương nhau nhưng con giáp này và người ấy chưa chắc đã đến được với nhau. Bản mệnh được đào hoa trợ lực nhưng lại là đào hoa dữ, lắm mối tối nằm không, vẫn chịu cảnh cô đơn lẻ bóng đi về. Câu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, tài lộc bất ổn, tiền kiếm được nhưng không giữ được. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, phải bỏ tiền túi ra giải quyết sự cố. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, làm ăn trắc trở vì không tin vào trực giác. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, tập trung vào công việc đang dở dang. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, nhân duyên lận đận, lắm mối tối nằm không. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 34, số 46, số 92. Giờ tốt: từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: da cam, hồng. Quý nhân phù trợ: Dần, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 27 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mùi. Bước sang ngày mới gặp cục diện hình thái tuế xuất hiện, có thể là nguyên nhân khiến người tuổi Mùi gặp bế tắc trong việc tìm ra giải pháp để tháo gỡ tình hình công việc vốn đang đầy rối ren. Dù có nhiều ý tưởng mới mẻ, nhưng bạn lại vấp phải sự phản đối và nghi ngờ từ đồng nghiệp nên chưa được đánh giá cao như mong muốn. Trong quá trình trao đổi công việc, bạn cũng nên chú ý thái độ của mình kẻo gây ra những hiểu lầm không đáng có. Con giáp này được khuyên cần học cách kiềm chế, kiểm soát cảm xúc của mình. Nóng giận nhất thời chỉ khiến cho tình cảm bị sứt mẻ, khó lòng làm lại như lúc ban đầu. Ngày này vận trình tình cảm cũng không được tốt khi người độc thân rất vất vả mới tìm kiếm được người hợp ý, nhưng chặng đường yêu phía trước có vẻ còn rất gian nan. Người đang yêu có thể sẽ gặp đôi chút vấn đề khi chuyện yêu xa vốn chẳng dễ dàng gì. Câu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, bế tắc trong việc tìm kiếm giải pháp công việc. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, vấp phải sự phản đối và nghi ngờ của đồng nghiệp. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, nên chú ý thái độ khi trao đổi công việc. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, cần học cách kiềm chế, kiểm soát cảm xúc. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, vận trình tình cảm còn nhiều gian nan. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 21, số 07, số 73. Giờ tốt: từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, vàng. Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 27 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thân. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, được tam hợp cục che chở, công việc của người tuổi Thân diễn ra khá trôi chảy. Bản mệnh được nâng đỡ,
tạo điều kiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để có được những cơ hội thăng tiến trong tương lai. Bạn cũng không dễ gì bỏ lỡ thời cơ tốt như vậy. Các hoạt động xã giao trong ngày cũng được diễn ra rất suôn sẻ, nhờ vậy mà bản mệnh dễ dàng nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ của mọi người. Về cơ bản, mọi kế hoạch đều được tiến hành trơn tru nên cấp trên đang đánh giá người tuổi này rất cao, không chỉ về hiệu quả công việc mà còn về các kỹ năng khác. Kim được thổ dưỡng, vận trình tình cảm thì con giáp này lại đón nhận tin vui khiến trong lòng bạn phấn chấn cả ngày. Nhân cơ hội này, người tuổi thân có thể tiến hành việc tỏ tình, hẹn hò bởi khả năng thành công rất cao. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, công việc diễn ra trôi chảy nhờ được nâng đỡ. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, được tạo điều kiện hoàn thành tốt công việc. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, các hoạt động xã giao diễn ra rất suôn sẻ. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, được cấp trên đánh giá cao về biểu hiện. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, vận tình tình cảm đón nhiều tin vui. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 58, số 78, số 12. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng kim. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 27 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dậu. Ngày thứ 3 này, người tuổi Dậu may mắn được lục hợp trợ mệnh nên trở nên năng động, có những sáng kiến đột phá thúc đẩy nhanh tiến độ công việc. Sự cố gắng của con giáp này khiến cấp trên rất hài lòng và tạo thêm không gian phát triển cho bản mệnh. Nhờ đó cơ hội thăng quan tiến chức cũng được rộng mở hơn. Phương diện tài lộc trong ngày cũng khá tươi sáng, thấy rõ bản mệnh có nhiều nguồn thu nhập từ bên ngoài hoặc được giới thiệu cho thêm những mối làm ăn mới. Điều này giúp con đường làm giàu của tuổi Dậu hanh thông hơn bao giờ hết, tiền bạc không còn là nỗi lo. Hôm nay cũng là một ngày vượng duyên của con giáp tuổi Dậu. Mối quan hệ tình cảm của bản mệnh vẫn hài hòa, tốt đẹp, nhất là tình cảm gia đình. Ra ngoài làm việc có mệt mỏi thế nào nhưng chỉ cần về nhà là con giáp này lại được tiếp thêm năng lượng, cảm thấy phấn chấn, có động lực để cố gắng nhiều hơn. Câu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, trở nên năng động, có nhiều sáng kiến đột phá. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, sự cố gắng khiến cấp trên rất hài lòng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, được tạo thêm không gian phát triển. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, phương diện tài lộc tươi sáng, thấy rõ. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, mối quan hệ tình cảm vẫn hài hòa. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 27, số 96, số 26. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, bạch kim, vàng. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 27 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tuất. Trong ngày gặp cục diện, Thìn Tuất tương xung, nhắc nhở người tuổi Tuất phải bình tĩnh hơn để giải quyết những sự cố mới phát sinh do sự bất cẩn của người khác. Sự nóng giận sẽ làm mờ lý trí của bạn khiến việc nhỏ hóa to, đáng lẽ có thể giải quyết nhanh chóng thì lại kết thúc theo cách mà chẳng ai mong muốn. Ngày này bạn còn được khuyên nên thận trọng trong các dự án làm ăn, kinh doanh. Đặc biệt người làm chủ càng nên tính toán cẩn thận, kiểm tra kỹ càng đề phòng bị đối thủ chơi xấu nhằm phá hủy uy tín trên thị trường của bạn. Đường tình duyên còn nhiều vấn đề khúc mắc khi các cặp đôi vẫn giận hờn, hiểu lầm nhau mà không chịu thẳng thắn trò chuyện với đối phương. Điều này khiến cho khoảng cách giữa bản mệnh và người ấy ngày càng xa hơn, nếu không giải quyết kịp thời thì rất dễ đổ vỡ. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, nên bình tĩnh hơn để giải quyết sự cố phát sinh. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, chớ để sự nóng giận che mờ lý trí. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc,
nên thận trọng trong làm ăn, kinh doanh. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, đề phòng bị đối thủ chơi xấu. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, tình duyên tồn tại nhiều khúc mắc. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao; tài lộc, đánh giá đạt 3 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao; tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 14, số 73, số 21. Giờ tốt: từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: xám, cà phê. Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 27 tháng 6 năm 2023 của tuổi Hợi. Vận trình ngày mới gặp thiên quan tác động gây trở ngại, công danh, sự nghiệp của người tuổi Hợi có điềm báo bị tiểu nhân ngáng trở, tìm cơ hội hãm hại lúc con giáp này sơ hở. Các kế hoạch đang tiến hành gặp không ít trục trặc. Lời khuyên dành cho bản mệnh là nên hoạt động theo nhóm để đạt kết quả tốt nhất thay vì cứ tách riêng để làm việc đơn lẻ như hiện tại. Bên cạnh đó, Hợi cũng cần chú ý lời ăn tiếng nói của mình, đừng vì nhanh mồm nhanh miệng mà nói lời thiếu suy nghĩ động chạm tới người khác. Dù bạn không có ý xấu nhưng lại thiếu sự khéo léo nên rất dễ bị thiệt thòi, tốt nhất nên nói ít để tránh phiền phức không đáng có. Phương diện tình cảm vẫn giữ ở mức bình ổn, không gặp phải trở ngại nào quá lớn nhưng cũng chưa có gì đột phá. Giữa bản mệnh và người ấy vẫn còn nhiều thách thức cần phải vượt qua, nhất là khi nhiều quan điểm của cả hai còn khá khác biệt, chưa thực sự hài hòa. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, có điềm báo bị tiểu nhân ngáng trở. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, kế hoạch đang tiến hành gặp trục trặc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, nên hoạt động theo nhóm để đạt kết quả tốt. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, cần chú ý lời ăn tiếng nói của mình. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, tình cảm bình ổn, chưa có đột phá. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao; tài lộc, đánh giá đạt 3 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao; tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 05, số 71, số 82. Giờ tốt: từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: đen, trắng. Quý nhân phù trợ: Mão, Mùi, Tý. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.